công ty cổ phần dược phẩm Losifa sở hữu các dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo tốt việc điều chế, chiết xuất, lưu giữ trọn vẹn những dưỡng chất ẩn sâu bên trong các thảo dược tự nhiên, mang tới sản phẩm chất lượng cao và an toàn nhất. Jaguar là thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam bởi công ty Losifa, áp dụng công nghệ Nhật Bản với thành phần chính là sâm maca cực kỳ quý hiếm. Bên cạnh đó là sự kết hợp của các nguồn thiên nhiên hết sức an toàn như nhung hiêu, nấm tỏa dương, hàu biển, mật ong và vitamin. Các thành phần này đều chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quý. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ kích thích sản sinh testosterone tự nhiên, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực mạnh mẽ và bền bỉ. Jaguar tự hào là sản phẩm sinh lý dạng nước đầu tiên ở Việt Nam. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.